Ngày 20 tháng 3, thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các thành viên ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, trạm trưởng trạm y tế, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, cán bộ chuyên trách làm lĩnh vực công thương, nông nghiệp các xã phường. Tại hội nghị, lãnh đạo và các chuyên viên chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Quảng Ninh đã truyền đạt các nội dung trong hệ thống văn bản pháp luật, các nghị định, thông tư liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Thông tư số 48/2015 của Bộ Y tế quy định về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Nghị định số 38/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, cách nhận biết ngộ độc rượu methanol, các quyết định hướng dẫn liên quan đến phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, điều kiện hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố cũng đã được phổ biến tại hội nghị. Lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm giúp các cơ quan đơn vị chức năng thành phố nắm bắt sâu hơn, áp dụng linh hoạt có hiệu quả các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến tới thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm một cách khoa học, từ khâu cung ứng đến khâu tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.